Quýt TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 5 tháng 12. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 5 tháng 12 năm 1782 là ngày sinh của Martin Van Buren. Ông là luật sư và chính trị gia người Mỹ. Ông là tổng thống thứ 8 của Hoa Kỳ. Vào ngày này năm 1901 là ngày sinh của Walt Disney. Ông là họa sĩ, nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông đồng sáng lập công ty Walt Disney. Cũng vào ngày này năm 1916 là ngày sinh của Hilary Koprowski. Ông là nhà virus học và miễn dịch học người Mỹ gốc Ba Lan. Ông đã tạo ra vaccine bại liệt sống hiệu quả đầu tiên trên thế giới. Cũng vào ngày 5 tháng 12 năm 1978 là ngày sinh của Bùi Đại Nghĩa. Anh là một diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình. Anh từng làm diễn viên tại sân khấu kịch ID Cup. Bên cạnh đó, anh còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình với vai trò người dẫn chương trình cho một số chuyên mục giải trí của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và VTV3. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 1986 là ngày mất của Lê Trọng Tấn. Ông là một đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng là viện trưởng Học viện Quân sự cao cấp, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam. Vào ngày này năm 2012 là ngày mất của Oscar Niemeyer. Ông là kiến trúc sư người Brazil. Ông thiết kế trụ sở Liên Hiệp Quốc và nhà thờ Brasilia. Ngày 5 tháng 12 năm 2013 cũng là ngày mất của Nelson Mandela. Ông là nhà hoạt động chính trị người Nam Phi. Ông từng là tổng thống nước Nam Phi và từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Ông là tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999 và là tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu. Sự kiện. Vào ngày này năm 1492, Christopher Columbus trở thành người châu Âu đầu tiên đặt chân lên đảo Hispaniola. Ngày 5 tháng 12 năm 1932 là ngày nhà vật lý học Albert Einstein được cấp thị thực của Hoa Kỳ. Cũng vào ngày này năm 2017, Ủy ban Olympic Quốc tế cấm nước Nga thi đấu tại Thế vận hội mùa đông năm 2018 vì đã dùng doping tại Thế vận hội mùa đông năm 2014. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.